Phương hay mày trước hay thế này đúng không? Em không hay làm thế. Không hay làm động tác này à? Không. Đặt ở gối mà nó không đẩy đi. Chả xương nha. Tôi không quay cái này. Nó quay cái của chị lợi như anh Phong rồi. Nó lệch nhau nhiều. À. Chị lợi để đến gần 2 phần. Bác Phong một ít. Nhưng bác Phong quay, tôi quay cho bác Phong xem. Nhưng anh Phong không nhìn thấy là thế nào. Cứ không cảm thấy nó dài hơn mấy đoạn. Mình xem video mình sẽ thôi. Chụp cái ảnh rồi. À, mình đi chụp ảnh cho chị lợi. Chắc không vui. Quàng cổ nên người ta đắp người luôn, lật lên chứ không cần những bộ quần mặc quần đùi là chuẩn nhất. Cái đấy không cải đây, cái đấy tủ đấy vậy. Căn này có cái căn to. Ai cái tủ ấy mà cái tủ ở góc, cuối cô hé hay cái hay để lại thì cái đấy thì hay chơi đổi lại thì phải biết. Mới em phát sai cho bà kia luôn hết rồi, cả áo đi quần, quần lót áo như chưa không mặc cái gì luôn đấy. Phủ cái khăn to lên người ấy. Làm hết rồi. Làm thế này nó mới thoải mái này. Bây giờ vướng vướng thế này làm cái gì. Nên là trình bày luôn. Vào lại không phải ngại ngần gì vấn đề gì cả. Mà đây làm thì chữa bệnh mà hai nữa là có cam có người. Nên là cứ yên tâm cái việc mà kia. Bảo người ta gì mà. Ở trên này thì cái này thì mình biết rồi đúng không. Cái này đơn giản này. Một cái này. Bấm cái sai này, mẹ nó ở đây này. Ngáo ngáo rồi. Đây đây này. Đây nó chuẩn này. Đấy, tự nhiên ta nói chuyện là ta lại dí vào đấy, ta dí xong nó mới biết. Nhưng mà dí xong rồi mình không bao giờ được nhả ra luôn. Hỏng. Nó như này, nếu ấn sai huyệt độ khoảng nó vẫn có tác dụng 30-40% em ạ. Chứ không phải là không có tác dụng đâu. Nên là kệ mình cứ ấn đi. Mình đây C7 này, bao giờ nó trở gồi lên. Cách ra phát là nó sẽ nằm ở đây. Ấn phát biệt này. Một đốt dưới nữa đấy. Ấn nhẹ lực cũng nhìn thấy hẳn là lên người chẳng thể xuyên. Nguyện nó khoảng bấm 10 giây. Nhạc dần. Nó giới là được làm một chú bình của cô Nhung. Làm cho mình được tự nhiên hết rồi. Nhưng mà càng ngày mình càng khác luôn. Nên là ví dụ mấy hôm nay không được làm nó lại khác. Mình sẽ biết ấn kiểu khác hơn. Mắt tay ghê vậy. Nhưng mà được đi học ở non đó. Nhưng mà anh ạ, làm đi học nhiều nhưng mà không được thực hành với bệnh nhân để chặt bằng. Không, cũng chỉ cần như này. Nó phải có lý thuyết đó em, kiểu gì em phải học lý thuyết. Nhưng mà sau em chỉ cần là ví dụ ngày làm 1-2 người thôi. Cái này như điểm này chắc chắn đau buốt, nên nhẹ lắm, mạnh thử. Đau. Nhưng mà cái này vai viết thì nó kích thích nhiều chỗ. Không cần đến nữa. Chắc là mức độ này bấm xong đến tay đến nhất rồi. Tí xoay lại. Xoay. Mà hai tiếng.
Nhưng mà làm về là gì êm á. Trên đầu thế nào cho huyệt này. Đây là nhiều. Mày làm thế nó không bị mệt. Tập phổi luôn. Mình thử hết ra ở đâu nữa. Làm cho thấy không bị hết ra. Nhưng mà anh thấy bình thường phổi anh đang kém mà anh vẫn làm được cả cái gì được. Nhưng mà anh học trong, anh xem trong đó là bọn nó làm như thế. Nó làm tập mấy cái động tác đó. Rồi đau vai gáy như Phòng bảo anh Phòng hôm qua mấy cái động tác kia chắc chắn là là đoạn sau làm không bị. Lúc nãy anh dùng cái bàn nhuyễn đang chọc cái ngoài kia ra chọc cái bàn ấy cho nó thoát ra. Ừ. Nó bảo bà sang đây ký chân bạc. Rồi nhà ấy ra đây ký chân bạc. Bà nhà ấy. Nhưng mà sang đây ký châu bảo nhưng mà không biết sao. Thì bà bảo cái gì ấy. Làm chiều mà ta nhìn cái này gọi như vậy. Mình sợ ông ấy nói nhỉ? Làm cái gì? Lúc khi đó thật đấy. Chả có cảm giác gì đâu đấy. Nó không thế nào cả, nhưng mà nhìn thấy là mình làm được. Cái dũng này lại khác nhá, cảm thấy chỗ này bắt nó đập nó khác nhá, hai kiểu nó khác nhau hoàn toàn, nhìn thấy thôi mình tự mình biết, à, kiểu này nó khác, nó dùng kiểu khác không, kiểu này khác, dũng kiểu kia sướng không? Đó, nó nhảy này thịt này, cái hai cái một cái, nếu em làm kiểu này để cho khớp này, này và những cái khớp này, còn em làm ở đây thì nó chỉ ăn được cái phần này đâu. Cái này khác đúng không? Nhưng mà cái này nó lại khác nhỉ? Biết nó khác, nó khác. Ừ. Nhanh nó khác, cũng chậm nó khác. Một cái nó hay nó kiểu này, nhưng mà nhanh thường là nó không đủ cảm giác đâu. Tại vì cái nhạc như này lại phải làm chậm chậm một tí. Rồi, sao của bác sang thứ giá thì nói người dữ sinh ấy. Ừ. Còn số cái lúc làm nhanh, số cái lúc làm chậm. Thank you.
mà nó vẫn vườn vần tay nhiều này lâu lắm. Nó vần đúng như tay, y như người mà anh làm ở cái video ngắn ngắn á, y như thế, cũng gần gần lên là xuống kiểu này. Nó làm nhiều nhiều dẻo mà đây nó hơi khô này, là nó vừa xoa vừa miết như thế này. Con bò nhà này rất là tiền thì là vừa làm kỷ niệm được thì có thể là không là kiểu này mà định đi ra hoàn toàn ngoài cái hoa lạc mở ra thì kiểu là phải có một người con gái, một người đàn ông đấy làm cái này em như ăn chắc luôn đấy. Xong mình nhận lại bộ đầu đúng xinh ấy, thư giá 200.000 một liệt là đơn giản đấy. Xoắn cái này nó khác ở đây, phần ngón nó khác, nó sẽ tập trung ở những điểm nào. Xe máy dự quạch ra nó mở cửa là thế, rèm kéo như này là thế, cái này thì làm như này luôn. Thằng đồng nào của nhà tao không? Ôi trời ơi, đi đến nhà sữa. Anh biết không hả, đẹp à? Chị kéo anh nó đánh cậu đi. Có phải anh ấy biết thừa tính nhất rồi. Nè, trước dạy tao dây nó khác nha, lấy nha trước này Phương dạy cái đéo gì thế nào, nhưng mà mày thấy cái này này, khớp nó đã chạy hết rồi này, lật ngang này, mà nó êm cực. Làm sao, tức là cái này á, để nó mà vận động cái khớp này này, khớp trong này à, làm xoay xoay cái đi, xong kèm theo cho nó êm như nó khác ngay. Đó. Còn Phương cũng trước bảo dây những kiểu này, những dây kiểu đấy nó rộng khớp ra thì chúng nữa mình sẽ có ngón, mình sẽ làm bằng ngón. Nó còn có một cái dụng cụ tròn tròn dạy dài để làm ngón chân ngón tay ấy, tao định đặt mua nhưng tao bảo cần đéo thì mình cứ làm bằng tay của mình nó mới là sướng nhất, làm bằng tay là sướng nhất. Còn dụng cụ thì dụng cụ đấy đây này, em có làm không? Đây chưa nhìn thấy những cái đấy, cái chải, cái chiếc, cái đồ con ếch các thứ đó. Có. Có ạ? Có đâu. Chứ em làm là có. Nhưng mà em không làm thế. Làm cái đấy mới sướng. Tôi nhìn thấy bọn nó làm rồi, nhưng mà khả năng tay nó còn ổn hơn. Cúng khả năng là giải quyết được luôn rồi. Cái này mà còn đốt ngải đâu nhất nữa nè. Tao biết đốt ngải rồi, đốt ngải của mày như không đốt vào đây. Đốt một que cái này thôi. Xoa nhiều vào chỗ đấy. Một que thôi, đừng dùng ba que. Cuối giờ này tìm hết mũi. Nó ra khởi vào mồm ấy. Nó phòng thì mình lấy mỗi cái việc này.
sinh nhật không đều rồi là mình liên quan đến cái số việc này, liên quan đến sinh dục phụ nữ này. Nhưng mà cái việc ở dưới cái số như này liên quan đến cái vấn đề là đa phần là việc ở đâu thì nó chưa luôn đấy. Còn một số việc thì nó có tác dụng gần. Làm đến chân tay ngủ ghê lắm. Tao mà thích trông ngủ luôn á thì thứ nhất không nói chuyện, thứ hai là tao sẽ không bấm việc luôn mà tao làm xong hết mọi việc đi, tức là làm cả chân tay đi hết đi, xong quay lại mới bấm hết việc và bẻ đó thì chỉ có ngủ. Nhưng ngủ thế đôi khi người ta lại sợ đó. Mày tự nhiên ngủ dậy là thấy có trưởng này hay là mệt người đeo dây, nên là thứ nhất là để người ta tỉnh táo. Em làm cho mọi người toàn ngủ, có người thấy là khó luôn. Nhưng mà không nên để người ta ngủ đâu nè. Nó tức là nó mất cái cảm giác dễ chịu đi, ngủ kém mất là quên mất là hỏng đấy. Là mày đi mày xem một bộ phim thế thôi, xem mà đến lúc mất tiền mua vé xong mày ngủ mất ở trong đấy á, tự nhiên thấy nó phí á. Cái cảm tâm lý của người ta là như thế. Cho nên là lúc nào mà thấy nó ngủ ngủ cái mình nói chuyện, hoặc là mình bấm cho nó phát hiện, mình chả cần phải hỏi cái gì, mình bấm cho nó phát hiện các bạn nó tỉnh ngay rồi. Người ta không thích để cho ngủ đâu. Còn hôm ta thử rồi, nếu như mà mình thích để cho khách ngủ, mình làm hết những cái động tác là cái kệ đấy, cứ trùm chăn lên đầu lên người như thế này, thế nằm im không nói chuyện không gì để tí cả đi. Nhưng mà làm thế đến lúc người ta mất cái cảm giác cảm nhận ấy. Người ta cảm thấy phí. Mẹ mất. Chứ còn gương ta làm cho ông thủ công cứ gáy khò khò ra suốt phí cả nhận. Nếu mà làm chuẩn đủ cái tay này nó cũng phân cũng vừa cũng kéo cũng vội cũng vợ đầy đủ hết. Nhưng mà đây mình chỉ đa phần là xoa và vần miết. Nhưng mà phần ngực thì nó đầy đủ hết. Người ta không để ý người ta sẽ công việc chỉ như một kiểu.
mà chị mình mới biết. Mỗi cái chỗ mấy cái xương này, này nó không đau mấy thôi, cái xương bàn chân nó sẽ đau. Cái tay này là thôi. Bây giờ máu như này nó xuống này, đây này, không phải là tự nhiên người ta làm thế làm gì đúng không? Máu nó xuống các cái đầu ngón tay nó nhiều dây thần kinh. Tao nào vừa đấy các cái chị ấy, cái dây tay chị ấy, có 3 buổi đó phải. Chị ấy bảo chị ấy đi ra cả Hàn, ra cả huyện này tất chị ấy chữa làm huyện ở huyện to mà không đỡ. Về mình nhá, vừa tư vấn cũng không đỏ với lại cái đầu với cái mặt tay đấy, 3 buổi đấy. Đấy, bà chị ở qua cũng phải ở cái này lên cái này đấy. Huyện chữ theo nó phải chuẩn nó mới làm được. Đẹp đấy. Rồi, thơm. Mình ấm rồi. Ê, tay để nó cũng nhờ nóng rồi. Thử cho ấm luôn. Mẹ cứ bảo em là thế, à, tay lên lúc nào cũng nóng bỏng như thế. Bây giờ mình làm mũi thì mình làm nghiêng được, không cần làm thế, làm nghiêng được, làm áp mặt vào đây này, làm để dễ thở, làm vào chân thì không cần, để phòng mắt mũi xuống. Mình đứng cấp bà như vậy nè, mà đi làm cao lưng
mà đi quấy về nhỉ, quấy đi giặt về thì cũng là bẩn chết, đúng không? Không ghi gì bạn. À chiều gọi bà nội đi cho em khảo nghiệm bà nội đi. Bà nội. Đấy. Bà nội em phải đâu hết người mà. Mày không biết à? À? Mày không biết à? Vừa rồi em để có làm cho bà đó. À, chiều đâu hết phải dậy luôn. Anh là về bà thích ạ. Chạm hoa một thịt nhận đau thì phải càng đỡ. Không, chiều tôi cứ làm còn hữu đã. Đi làm. Hả? Đi làm. Chiều đi làm á? Đi làm. Chiều đi bắt đi. Chiều đi bắt đi. Nó mất phần à? Còn thiếu mới nó mất phần à? Tâm đang hỏi là với tướng mình xoa nó giãn là nó cũng không ngoài đâu. Làm dồn được mạnh thở mới học thế nó thật mệt. Mày bảo tao cứ làm vừa làm vừa đùa này làm sao mệt được. Ấy em làm đúng kết quả luôn nhưng mà em không tí được như anh ơi, nhưng mà em có thể một buổi chiều em làm 4 ca được mà. Bởi vì là người nào cũng cho chạy máy như kia thì em bóp về. Để máy xong hết thì người kia nó bóp xong rồi. Thì bắt đầu là cái người bóp rồi em phải cho chạy máy để em làm người chạy máy xong á. Mấy nó giật này không? Mấy nó có giật này không? Không. Em hình dí nhất ấy. Dí nhất từ dưới trăm lên xong rồi bay ra đấy. Đấy, dí kiểu đấy, nhưng mà dí hai đầu mà cái trái không. Không, anh làm cảm thấy thế này nó sẽ bị đau mà nó êm. Còn cái miết thế này thì nó tập trung vào lực một chỗ. Còn đây, anh cảm thấy nó đều mà nó thoải mái. Cũng có cái tác dụng là chuyển lên á, theo cái đường kinh mạch của nó chạy lên như này mà. Thấy ở bộ trong nó cũng làm thế này này, thứ hai nó có những cái động tác vuốt này, vuốt vừa cày, có tay cày xuống còn tay vuốt, vuốt êm. Nhưng mà thấy cái này hoàn thành, vần được cơ êm, chạy đúng theo mạch, mà làm nó không bị mệt. Đây huyệt chính của nó này. Đây cái này. Phổi nhịp tim dạ dày. Qua bấm bàn hai cái này cũng êm êm. Em có thể bấm cái đấy. Dạ dày. Chỗ này xoay tròn. Tim đồng hồ. Cái này thì không êm mấy này, nhưng mà nó có rất nhiều tác dụng. Ở khe này nó có huyệt này,
Ờ nên là nó làm nó có cái những dụng cụ để làm thế đấy. Chỗ này khe này nó có huyệt này. Cái tròn tròn đấy. Xong thì nó cầm cái kia nó ngoáy luôn cái này này. Nó ngoáy luôn hai cái chỗ sâu này này đây này. Đấy, nó cầm nó ngoáy vào trong này này. Nó có cái to hơn cái đũa tròn tròn. Có bình có này. Bình có này. Đau bụng ngọt đấy. Ngọt á? Bụng ngọt. Ừ. Được. Đây đường kinh mà thầy Trung bảo này, chạy trên này xuống này, nhưng mà người ta đến đây dừng, nó khác hẳn hoàn toàn nhé, mày kéo dài. Cảm thấy nó khác hoàn toàn, kéo cho ba lượt này, vuốt từ trên xuống này, cảm thấy nó khí nó ra ấy. Làm nào đi qua đây. Đây. Đi làm thế nào đi qua đây. Ờ, lấy xong cái đưa xong rồi. Lắp xong cái mặt úp này là lên rửa một ít rồi. Rồi vừa qua. Đáng nhẽ hôm qua mình phải biết bà nhiều chỗ là bà cứ hay cứng chân như mày nó khác này. Cái này xong đấy là nằm im được. Nhưng bà nhiều khi mình cứ hơi tự bà tức là co chân lên như thế này. Đó. Là mình phải biết là bà đang có cái sự phản kháng gồng. Nên là nó sẽ phải giảm lực đi. Đấy, đấy thì sao phải tinh tế thế hiểu không? Mình phải giảm lực luôn. Anh cũng hỏi suốt rồi bà có đau không? Cứ kêu bảo không đau. Nhưng chắc bấm cái huyệt thì đoạn nó chưa quen đấy. Cứ bảo không đau, có đau đâu. Êm. Lúc nãy cứ bảo thế thì biết đâu. Này, gì đấy? Nổ đấy. Cái gì cái đấy nó nổ lên đấy.
Em thì khô khô mà. Khô khô, tí nữa nổ đằng trước đấy. Cho nên lại còn nóng thì cái hành đau tốt nhất không bấm mạnh, bấm mạnh thì nó hơi đau. Người này vuốt thẳng xương sống này, trên mạng nó bảo thấy là cái đeo rồi. Mà nó nghe nó êm sướng. Chưa. Bao giờ nó tin? Đầu mấy hôm nay là bà là người dân đi lại bên này đó, đi là đau cái bên tay này, đi lấy thuốc kháng sinh uống cho da nó khỏi, không nằm từ hôm qua đâu, cả mình đi nằm từ hôm qua, đã biết uống nó có khỏi nhưng mà giảm đau, nó không còn đau rồi, đây này, đau rồi chỗ này này, rồi. Nhắc từ này xong rồi đau nặng quá thì giờ hết cái tay này. Chết, chỉ người đã sốt mất cái tay này. Nằm mãi chẳng là đi bên đây rửa tay nên ở đây là quá. Vậy anh thôi ra, anh phòng đây rồi. Cho mấy anh hỏi anh làm gì rồi. Nguyên để đẩy cướp đi. Nguyên cướp thế này lăn ra là nó không dính gì đâu. Đúng rồi.
Nó cao hơn được đấy, cơ với lại xương sống nó ấy ra là nó cao hơn đấy. Bà nhớ chưa? Bà. Ai giời ơi. Cái đấy không nhỉ nhá. Một là thế, hai là cao, hay vòng cái này lên. Thế xong thì mình kéo cái này cổ hơn mà là cổ cô bị vậy. Ừ, mà bật cầm vào đây dí này. Dí cái này kéo cái này phát nó đang đến cái mức nào đấy này, cảm thấy cứng rồi. Làm nó phát. Đau. Sướng. Sướng mà. Sướng mà. Đang cũng rõ đau hết người ê ẩm này. Ngàn gió, ngàn gió thì có đốt cả, cả đốt cả nhất đi. Cái máy bấm này thì là gọi là phận đúng không? Ừ. Cái này nó có tác dụng là thứ nhất là mày bấm về sau nhá, xong sau á mày vận động như thế này, cái ổ khớp của nó khi mà chạy hết được vòng như này nó sẽ không bị gai, nó sẽ không bị vôi và nó sẽ tạo ra cái dịch khớp đấy. Mình làm mình cũng giải thích cho họ như thế, tạo ra cái dịch khớp để mà mình không bị bị khô khớp ấy. Như là tự mình thì sẽ không làm được những cái động tác cao như thế này đó. Nhưng các bạn làm như này rất tốt. Đấy, đúng rồi. Thế các bạn không tự làm được thế này đâu, chẳng có nghĩa là ý định dương nghe ra đúng không? Thật đấy chứ, kể cả đấy này làm gì mà mày tự mày bẻ được như này. Được một muốn à bà? Kiểu muộn gì? À. Lâu phết đấy. Cái này chắc còn lúc nữa. Lâu về nó cơm vâng, kiểu thì kiểu. Vâng. Cái chiều ạ. Chiều lên nó chưa ra cái sữa. Thế. Người làm cái đang đâu rồi đến mua chiều người kia chưa? Chi giới thiệu một hàng mình để làm của hàng. Còn kia mình làm mỗi người có qua tí thôi, chỉ là chẳng thấy thế nào đúng không? Còn bây giờ ví dụ các bạn chỉ điểm cho mày thế này, còn đến lúc này làm một chút lúc mà đau mình sẽ đi quả nó phải có chiến lược.
mình bị sai rồi. Vì em thấy bữa mình làm thay phiên em thấy làm ồ ạt mà người đau sợ hết cả ai đang giận hết người đấy là nghe mấy bà lên chị cô sợ đấy. Mình là đưa toàn người mà kiểu như người ta làm đỡ ấy. Nó ở mức độ nhìn thế này thì mình cũng yêu biết đúng không? Mình cũng yêu biết. Còn chính là đây này, xương sống mà chạy sang bên này nó sẽ ô rồi này, nó cứ đẩy rồi mới đang lưng lúc này ta chưa làm cho mày đấy, xong thế là nó ấn một tay ấn một tay ấn lưng để cho nó sang ấy, để cho nó sang thế. Mày út xuống để ấy lại vai, là tập chưa làm cái vai nhưng mà chưa bẻ ạ. À, giọt ở gì? Bẻ nhá, không cần giật. Ôi, cái màn sơn nó đi. Vai là phải bỏ cái này, cả cái tay xuống. Cả tay xuống. Cả tay xuống đây. Bẻ như thế này này. Mày hay bẻ như thế này đúng không? Nhưng người ta có test, test của tao có vài động tác thôi là nó cũng ăn được gần hết vai rồi chứ không ở nhiều như anh phòng. Mới lại đây này, cái vai này thường này mình không đủ lực đâu, cái này còn vào được chắc. Mình cảm thấy không căng đúng không? Chưa căng mới nhưng nó sẽ có cái khác làm căng hả? Căng rồi hả? Chắc hở cái ba hai bàn tay thì đang chống xuống cho căng mạnh. Này vai gáy nó sẽ giãn hết cả cơ, góc nó không bị bó. Nằm xong rồi mình sẽ hơi căng thì này rõ này phát này. Xong rồi.
Sướng lắm. Hơn chị 10 phút rồi đấy. Đâu, chả nhớ là ra khoảng nào nhỉ? Hả? Nhưng mà chưa hết được nó lên. Còn đầy thứ thiếu mà. 10:20. 20, ui. 10:20, 1:20. 10:15 hay 10:20. Thế bây giờ bao nhiêu? Ờ, kiểu 9 giờ bao nhiêu chứ? Không, chưa đến 10 giờ á. 10 giờ, 9:30 là lúc đấy làm gì nhỉ? Em đang trong cu ti. Lên á, nó rơi vào khoảng 10 giờ đấy. 10 giờ đó. Tao cứ thường á, làm nguyên cái mặt lưng kia đó, là tiếng 10 phút mà. Mà hôm nay chạy thế này chắc phải hơn đấy. Tao không nhớ giờ, tao không xem. Nhưng mà áng khoảng chắc phải hơn đấy. Hơn tiếng. Phải đến rưỡi ấy này ạ. Tao nghĩ là thế, đoạn xem lại. Lúc em chào cô bố là 9:30. Mà kiểu như là em mà lấy tiền là đem nó quá không phải quay xuống này không biết. Cô đấy dạy đan quạt này đúng không? Xoay quạt đúng không? Bắt đầu là mới đầu là sẽ là dây làm mềm mà thôi không biết. Lên miệng rồi. Anh còn làm chẳng? Dây nhưng mà thường bắt vào mặt là tao nhìn thấy huyệt luôn, thật ngay vội huyệt rồi. Tao bị nhìn thấy huyệt luôn là tao. Đấy, em nghe đây kiểu đấy. Thì đấy, dây xong băm tí. Nhưng mà băm nó có kiểu băm khác, tao nghĩ là mày không băm như thế này mới đâu nhá. Như thế này nha, xong mày cảm giác đầu mày mà xem nha, nó không có cái gì mà nó đang vừa nhẹ vừa nặng, nó khó lắm. Không nghĩ được cái gì đúng không? Cảm thấy nó rung. Nó không hẳn đau, nó êm ái. Trung tâm vào mấy cái thằng gội đầu này mà. Còn đầu này em hay thích cái đấy. Còn đầu này thì là làm thì nếu mà đau đầu mà đẩy cho mình đau đầu là mình ăn được. Nếu đã đau đầu thì lại phải xịt khớp thêm. Nó tan được hết. Nhưng mà xịt khớp thêm trước thì làm cái mặt trước cả mà tí nó nóng nó sẽ dí dầu ấy. Không phải chơi đấy. Để con ra mày mày cũng để con ra mày đi đấy. Đấy, thì tự nhiên nó đúng cái vị trí của nó không bị cay. Mày cũng để con mày gần má đây, gần răng đây, cắn răng đúng không? Rồi nhả. Ở đây. Châm kim vào đây há mồm. Không sáng gọi về uống rượu. Uống ở đó. Không sáng gọi về uống rượu. Ô. Chào nhau câu cái nhá. Hello. Cái này. Đúng không?
biết nhắm mắt cũng hình hình được. Chị thì sướng à? Đây nó có hai huyệt đấy, nhưng mà huyệt này nó không được làm mạnh, đúng không? Nó đau mắt, bấm vào đây đau mắt người ta. Nếu mà về thần kinh nó lại khác, ví dụ thần kinh thì mình sẽ lại về tính kiểu khác. Nhưng bình thường làm như này thì chủ yếu là mấy cái huyệt dưới đây này. Đây này, đây, đây này, đây, đây này, đây. Nó cho tí chảy người đào. Chỗ này đào nhất. Cô đào lắm không? Đỡ đi không? Thế thì tí nó xong mặt cái mất xịt cướp vào đấy là khả năng cái chỗ đấy của mày dính. Là nó đang có vấn đề là đấy nhiều hơn nhiều buộc nóng đấy lên là được. Kêu không? Nghe tiếng kêu không? Những người o o gì đó. Nếu chuẩn để tai nó nóng nóng đi nhá. Tai là phải nóng, tai phải vận động vào thì nó mới nhiều dây thần kinh nhỉ. Còn nó nói tai rất là khó chịu nhưng mà nó lại rất là tốt cho sức khỏe. Đau đầu luôn. Ta thấy gọi gội đầu nó làm thế gì? Đâu gội đầu nó làm kiểu khác. Nhưng mà mình sẽ thò vào để mình nghĩ ra chứ. Em không làm vậy em. Này úp lại xong phải gõ gõ này gì? Thế này gì? Nó sẽ không được hai tay. Mà nó sẽ không quen mày là làm thế này. Nhiều thằng tự nhiên nó thấy nó chuyên nghiệp khác hẳn. Mà nghe được hai tai, khi mà nghe là hai tai khác hoàn toàn, âm nó khác. Âm nó khác với một tai như này, mày gõ một tai nhất tai kia nó vẫn rỗng ra. Thành ra là nó, đúng không? Nó không bằng được. Nó đi ngang đi dọc đi ngoằn ngoằn nghiết dần, ngang nghiết dọc.
cơm rồi mà. Được ăn không? À thì được, đấy xong rồi, 5 phút nữa là xong rồi. Vâng. Thì uống thì ai đi họp? Hả? Uống thì ai đi họp? Chả có đóng, chả có tiền đóng ngại bỏ mẹ. Đóng cái gì? Tiền trẻ cung rồi. Trẻ nhiều lắm. Tiền cho chị ra mà đóng à? Đóng kia. Đóng kia mà đóng. Cô Bình có dạy cái nào? Từ huyệt đỉnh trán, sau xuống huyệt quay hàm lên cái huyệt tai, lên cái huyệt thái dương trên hơi đau này, xong chạy xuống ấn phong trì. Nó không lý buồn cười nhỉ, bị cái gì nhỉ? À, nhìn không lý, không lý đột quỵ ra không buồn cười nhỉ? Anh Phạm ơi, ở nhà có nước sôi không? Không hưởng, cứ nằm im. Không hưởng, không lo. nằm im, thả lòng, thả cái tay xuống, thả cái chân đừng có gác lên nhau. Chân đã chân dài chân ngắn rất là gắn với nhau. Anh Phong ơi, uống nước chưa? Thịt. Hả? Lâu rồi. Thế nào? Thịt con này ăn nhá. Hốt không? Cứng cổ này là hốt rồi này. Không, mày yên tâm, phải làm không phải gì đâu, tao làm suốt. Nó hơi cứng. Cứng quá. Kiểu như hốt hốt. Ôi. Nằm im, cứ nằm im. Ai nằm im. Nhà. Tao biết nó vào lưng cái thứ rồi. Nên là nằm im mà nó cảm nhận cái đấy. Từ từ. Nó tấy cái buốt ở xuống lưng đúng không? Buốt nhức luôn ấy. Nó giãn hết ra, mày cao được hơn mà nó sẽ không bị chèn những cái khớp ấy này này, ví dụ như cái đốt sống này, tách được ra này. Nhưng nó êm. Ai chà chà. Anh Phạm ơi, chéo tay này đúng không? Chéo tay này lực đẩy dễ lắm. Ba ở trên đang quán về nó mới mà làm lại lên. Nghiêm đi. Chiều lên làm cho nó sướng. Thật công bộ rồi. Bây giờ vội ăn cơm đi. Thế thì vừa mới nấu cơm về bảo là đi làm. Tối chiều mà lên. Tối anh quán về không ạ? Chiều vào. Thế đấy. Chiều đi. Bây giờ bà sáng đang bảo ở ăn cơm thì. Chú ăn cơm gì? Hả? Ở ăn cơm này nữa. Nó về vừa nói về nó canh, nó lên làm nó kêu về quá. Kêu mà. Kêu nữa mà. Đang nghỉ. Thế là tối chiều nó về quá đấy. Được, làm nó không phải cơm. Được, tí nữa. Cháu hẹn bà rồi. Yên tâm. Cứ đi về đi. Ôi, chưa được vào tai tí rồi. Vào tai rồi. Đau tai à? Nằm xe xuống, một kẹt. Nhưng mà giật ăn hơi đau ở cầm á. Phát đấy bị sai. Còn cầm như này nó sẽ không đau. Mới lại tao chưa quen mày, thành ra là mày hơi gì ấy, mình đã giật trộn rồi. Còn bình thường cứ bảo hít vào này. Hít vào chưa? Hít đi. Thở ra đi. Hít vào đi. Thở ra. Hơi nhẹ ra cho nó. Cho
lên có bẻ lưng mày liếc không? Không bẻ nữa. Mày lưng mày liếc đầy chỗ bẻ nữa. Ai ơi, à nhức lưng luôn đấy. Ô cái đấy muốn làm thế nào mà chúng ta kéo vào có cổ cổ mấy lưng kêu không nhỉ? Ừ. Cũng bẻ ngang thì không kêu đúng không? Okay. Em mỗi là khi này xong nó mệt rồi nhỉ? Mệt nó mệt không? Đây là để xem quay xong chưa? Mà áo chưa đã? Chưa. Chưa. Rổ. Nhẹ. Xong xong dưới mặt. Đấy, nghe thấy không? Nghe vừa nghe thấy không? Nghe thấy không? Mày xin nhìn em rồi. Em nổ kính á. Chưa thấy tắt cái kia đi. Đây cái này độc đáo. Tắt cái chưa? Tắt gì? Tắt điện thoại. Chưa, được rồi. À, rồi sớm đấy. Ôi, rồi một tiếng nữa.